Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, bị cáo Nguyễn Văn Duy và chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1989, trú cùng xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội, kết hôn với nhau vào năm 2008. Sau đó, chị Hiền sinh được một con trai năm 2013 và một con gái năm 2015. Tuy nhiên, tháng 4 năm 2018, Duy nghi ngờ chị vợ mình có quan hệ tình cảm yêu đương với người đàn ông khác. Duy cũng nghe đàm tiếu việc hai con không cùng huyết thống là con của người khác, nên nhiều lần tra hỏi nhưng vợ không thừa nhận. Do đó, hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Tháng 4 năm 2018, bức xúc về việc bị chồng táng nên chị Hiền đã đưa hai con về sống tại nhà mẹ đẻ ở xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội. Tại đây, chị nhiều lần nhắn tin, gọi điện và thông báo sẽ làm thủ tục ly hôn với Duy. Khi biết chị Hiền có ý định ly hôn, Duy bực tức và nảy sinh ý định sẽ cho hai đứa con nhỏ uống thuốc trừ sâu để cùng ra đi với mình, cho chị Hiền ân hận. Nghĩ là làm, khoảng 12:30 ngày 18 tháng 5, Duy đi mua một hộp thuốc trừ sâu rồi mang về nhà cất vào khu bếp. Trước khi thực hiện ý định, ngày 19 tháng 5, Duy viết thư gửi lại gia đình có ghi: "Con bất hiếu, con xin lỗi bố mẹ. Sau khi bố mẹ biết thì con đã đi quá xa rồi. Con có nguyên do của con. Sau khi con mất mạng, xin bố mẹ mang ba bố con nhà con đi thiêu, cho để vào một lọ." Khoảng 8:30 ngày hôm sau, Duy đi xe máy đến đền thờ Đức Mẹ ở thôn Thượng, xã Bích Hòa, đón hai con nhỏ đưa về nhà, cho hai cháu lên phòng ngủ ở tầng 2 chơi. Sau đó, Duy lấy hộp thuốc trừ sâu mua hôm trước ra, pha vào nước và nước ngọt, đưa lên cho các con và nói: "Bố cho các con uống thuốc cho khỏe rồi đi chơi cùng bố." Những đứa con nhỏ làm theo và chỉ một lát sau đã quằn quại đau đớn. Do cháu gái uống ít thuốc độc, Duy bịt mặt cháu khiến nạn nhân ngạt thở, mất mạng. Khi biết hai cháu đã mất mạng, Duy đặt hai cháu nằm ngửa cạnh nhau trên giường, rồi lấy hai gói thuốc trừ sâu ra pha uống để quyên sinh nhưng bị nôn ra. Duy tiếp tục đi lên tầng 3 quyên sinh bằng cách nằm trên tường nghiêng người sang trái để rơi xuống đất, nhưng lại trúng dây điện rồi mới rơi xuống đất, bất tỉnh. Sau khi phát hiện ra vụ việc, Duy được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, còn hai cháu nhỏ đã mất mạng do ngộ độc thuốc trừ sâu. Tại căn nhà 3 tầng của bị cáo Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1985 ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Tráng, sinh năm 1963, mẹ Duy, vẫn chưa ăn cơm. Bà đang ngồi sụp xuống nền nhà. Bà nhìn lên bàn thờ, nơi có di ảnh cháu trai Nguyễn Long Nhật, sinh năm 2013, và cháu gái Nguyễn Thị Lan Vi, sinh năm 2015. Cả hai cháu là con của vợ chồng Duy và chị Hiền, sinh năm 1989. Bà Tráng lẩm nhẩm: "Tôi mất hết, cháu thì mất mạng, con trai ngồi tù bị kết án tử hình." Sau trấn tĩnh một hồi, bà Tráng tâm sự: "Từ khi xảy ra sự việc đau lòng đến nay, bà không ngủ được, lúc nào trong đầu cũng tràn ngập hình ảnh hai đứa cháu nhỏ tội nghiệp. Giờ bà gắng gượng sống để còn hương khói cho hai cháu, trông nom nhà cửa, mong con trai có cơ hội được sống, có thể quay về nhà." Bà Tráng kể, nhà có ba người con, thì Duy là con đầu, sau có em gái và em trai út. Duy cưới chị Hiền năm 2008, rồi hai vợ chồng sinh sống tại căn nhà này. Cưới nhau lâu mà không có con, hai vợ chồng anh Duy, chị Hiền mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc đi chữa trị hiếm muộn. Mãi đến năm 2013 và 2015, chị Hiền lần lượt sinh được một trai, một gái. Bà Tráng cho hay: "Tôi chỉ biết vợ chồng Duy đi khám chữa hiếm muộn, chứ hoàn toàn không hề biết con trai mình không có khả năng sinh con. Đợt con dâu tôi có thai rồi sinh cháu Nhật, cháu Lan Vi, cũng có người dân trong làng bàn ra tán vào, bảo không phải con Duy, nhưng gia đình cũng chẳng để ý. Các cháu cưới nhau lâu rồi mới có tin vui. Gia đình mừng lắm, luôn thương quý, hết mực chăm lo cho con dâu và các cháu." Bà Tráng vẫn nhớ, hai cháu Nhật, Lan Vi rất bám bố Duy
và ông bà nội. Duy cũng rất yêu hai con, luôn chăm sóc, đưa đón các con đi học. Bà Tráng nghẹn ngào. Duy là người hiền lành, lại ít nói, làm gì cũng chẳng bao giờ nói cho gia đình. Ngay cả chuyện Duy đưa các cháu đi xét nghiệm ADN, gia đình tôi cũng hoàn toàn không hay biết. Chỉ biết trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, hai vợ chồng Duy có xảy ra mâu thuẫn, rồi Hiền bỏ về nhà ngoại, đòi ly dị. Bà Tráng cho hay, giờ mỗi khi vào thăm nuôi Duy trong trại tạm giam, Duy chỉ khóc và xin gia đình tha thứ. Suốt phiên xét xử tại tòa, Duy đều cúi đầu nhận tội, nói do quẫn trí đã làm như vậy và xin tha thứ. Theo bà Tráng, sau khi xảy ra vụ việc được một tuần, chị Hiền xin về ở nhà ngoại, từ đó đến nay cũng không về đây nữa, cũng không thấy vào thăm chồng trong trại tạm giam. Tuy nhiên sau đó chị Nguyễn Thị Hiền cũng đã đến gặp luật sư rồi gửi đơn kháng cáo xin giảm án tử hình cho chồng. Chị Hiền cũng thừa nhận việc mình có hai con với người khác. Trong đơn, người vợ này bày tỏ sự hối hận, day dứt và thấy có lỗi trước chồng cũng như gia đình khi để xảy ra sự việc đau lòng. Sau sự việc xảy ra, chị Hiền về nhà bố mẹ đẻ ở. Sau đó chị bị tai nạn gãy chân phải nằm nhà. Mới đây chị đã bình phục nhưng một phần vì buồn phiền, phần nữa cũng ngại mọi người bàn tán chuyện thêm đau lòng, nên chị rất hạn chế ra đường. Có ra đường cũng toàn phải bịt khẩu trang, không muốn gặp người quen. Chị Hiền xót xa nói, vợ chồng mâu thuẫn là có, nhưng sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi mất đi hai con, nỗi đau này không gì có thể nguôi ngoai. Nhưng dù sao, tình cảm vợ chồng với nhau hơn 10 năm, anh Duy là người tốt với vợ, thương yêu chăm lo cho hai con. Chỉ một phút nghĩ quẩn mà anh ấy gây nên sự việc đau lòng này, nên tôi làm đơn xin giảm tội cho anh ấy. Mong anh ấy được miễn tử hình để có cơ hội sửa chữa. Từ chối trả lời những câu hỏi khác, người phụ nữ này nói, với tôi anh Duy không có lỗi, mà anh Duy có lỗi với hai cháu Nhật và Lan Vi. Nếu anh Duy có xin lỗi thì xin lỗi hai con. Trước đó khi xem xét kết quả ADN, hai đứa con không phải con ruột của mình, Duy đau đớn vô cùng. Khi mâu thuẫn gia đình, vợ lại đòi ly hôn, Duy nghĩ sẽ mất cả con lẫn vợ nên mới hành động tiêu cực như vậy. Duy cho biết đêm nào cũng thấy hai con hiện về, đứng đầu giường khóc. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Duy đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Duy nhiều lần bật khóc, bị cáo cho rằng không có ý định trả thù đoàn mạng con, mà do lúc đó quẫn trí nên mới xảy ra những hành vi như vậy. Bị cáo khai bị vô sinh, vợ chồng nhiều năm chạy chữa rất tốn kém. Duy giải thích đã biết hai cháu nhỏ không phải con ruột mình từ trước. Khi biết vợ có ý định ly hôn, bị cáo sợ mất cả vợ lẫn con. Khi nói lời sau cùng, anh ta xin lỗi bố mẹ và chúc vợ có người mới sống hạnh phúc. Người vợ ngồi phía dưới, cúi mặt khóc suốt phiên xử. Trước đó, ngày 1 tháng 11, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Duy mức án tù chung thân vì tội đoạt mạng người. Tuy nhiên, sau khi nghị án, hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Duy mức án tử hình vì cho rằng hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, nên cần thiết phải áp dụng khung hình phạt cao nhất nhằm răn đe, giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung trong xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.